gì đó. Ủa, sao em nói với anh là em đi công tác mấy ngày mới về mà sao em về sớm vậy? Anh đang nằm trên giường với con nào hả? Đây là cái giường của vợ chồng mình, tại sao anh dám dắt con khác về hả? Em à, em nói gì vậy? Trong trái tim anh chỉ có một mình em thôi. Em có biết là em đi công tác, anh ở nhà anh nhớ em, chờ đợi em trong mòn mỏi. Em về anh vui biết chừng nào không? Anh vui hả? Anh vui với con nào chứ anh đâu có vui với tôi. Làm gì mà hôi một cái đổ vậy? Em đi anh ở nhà biết làm gì? Anh đang tập thể dục. Không phải bình thường em hay chê bụng anh bự quá hả? Anh phải leo lên trên giường, anh chùm mình lại cho nóng để anh tập cái động tác này nè. Tôi không có tin. Chứ cái cục gì kế bên anh vậy? Làm gì có ai đâu, em nói gì kỳ vậy? Em coi đi, làm gì có ai trong đó, thấy không? Ủa, sao hồi nãy em thấy có cô nào nằm kế bên mà, sao kỳ vậy ta? Anh nói không có là không có mà. Bực mình thiệt chứ. Em yêu à, em hãy nhìn vào ánh mắt anh. Bởi vì cặp mắt của anh là cặp mắt không biết nói dối. Nó sẽ trả lời với em rằng: Dân, thưa cô chủ, chồng của cô, chồng cô là một người rất ngoan hiền, không như cô nghĩ đâu. Nha. Ừ, được rồi mà. Em à, còn nữa, anh còn rất nhiều điều muốn nói với em. Em có biết không, khoảng thời gian mà em đi công tác, anh ở nhà thương nhớ em đến mức không chịu nổi. Bây giờ em đã về với anh rồi, anh yêu em nhiều lắm. Thôi, vậy thôi em tin anh lần này thôi đó nha. Ừ, đừng có làm em lo nữa đó. Ừ. Kìa, nè 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 nè, lần này là tôi bắt tại chậm rồi nha. Cái áo này là áo của ai? Đồ của tôi làm gì có màu đỏ hả? Hả? Anh trả lời cho tôi biết áo của ai? Tôi đi mới có mấy ngày thì mà anh như vậy, anh ngoại tình đó hả? Lý gì? Em trời ơi, thì em, vợ ơi là vợ, vợ ơi. Đừng khóc, đừng buồn nha anh. Dù gì vợ anh cũng đã đi rồi. Kể từ ngày hôm nay, tụi em sẽ là những con mèo bé nhỏ xinh xinh, meo meo của anh. Thôi đi, tụi em biết cái gì? Trong lòng anh lúc nào chỉ có vợ anh thôi. Không có người phụ nữ nào thay thế được cô ấy đâu. Anh buồn dữ lắm em biết không? Nghĩ buồn dễ sao buồn. Trời ơi, buồn quá buồn. Vợ ơi là vợ, sao vậy không biết nữa. Mèo nè, mèo nè. Buồn gì vậy? Buồn mà ơi, buồn lúc dùng công. Buồn mà ơi, lúc dùng công. Bực bội. Em làm, em làm. Anh đi luôn đi, dọn đồ. Đi luôn đi. Em làm gì vậy? Ôi. Em gì vậy trời? Tôi mới ngủ dậy cứ quýnh tôi, rồi kêu tôi ôm chục con rồi đi luôn đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy trời? Không lẽ trời đất ơi, tôi biết mà đang lại hối với con nào. Ôi giờ về rồi hả vợ? Xin lỗi vợ nha. Anh đang nấu ăn ở nhà, anh mệt quá. Anh mệt quá, cái anh chui vô trong anh ngủ giấc. Anh xin lỗi vợ nha, vợ đừng có ghen anh nữa nha. Em ghen anh riết mà. Anh nói bây giờ anh ngủ anh cũng nằm mơ thấy cảnh em đánh ghen anh nữa. Anh sợ quá. Dạ. Ủa vậy là tính ra anh ở đây con mình hả? Thì đúng rồi đó, anh đang nấu ăn cho em á. Rồi cái anh mệt quá anh vô anh ngủ quá. Chết, anh đang nấu ăn. Ở ngoài chứ tôi khét hết rồi. Không, em tắt lửa rồi.
Thôi, được rồi. Thật ra là em cũng thấy là em ghen quá trời luôn, nên thành ra nó ảnh hưởng đến tình cảm của em dành cho anh, mà làm công việc của em cũng bị xáo trộn tụt dốc theo luôn. Nói vợ rồi, mai mốt á, vợ làm ơn, vợ đừng có ghen nữa đi. Anh có đi đâu đâu, suốt ngày anh ở nhà, rồi anh đi làm rồi anh về, rồi anh lo cho cơm nước, vợ con anh lo cho cái gia đình này chứ đâu. Thôi em xin lỗi, em biết mà chồng đừng có giận em nữa nha. Hứa nha, hứa mai mốt không có ghen anh nữa nha. Không có ghen chồng nữa đâu. Thương vợ. Mẹ chồng ơi hỏi nè, tạm về anh ở đâu vậy? Đâu đây? Ghen nữa đúng không? Thôi em giỡn mà. Nhưng mà em hỏi thiệt. Thôi nè, thôi xí xé nha, thương chồng nha. Thôi giờ mừng ngày vợ nữa. Không ghen anh nữa. Ra ngoài anh nấu một bữa thịnh soạn vợ chồng mình ăn mừng nha. Ok.